quý vị và các bạn, chiều ngày 19 tháng 1 năm 2020 tại thôn Tiền Phong, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên đã xảy ra vụ trọng án là một người chết, một người bị thương. Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều ngày 19 tháng 1, nạn nhân là ông Trần Văn Dân, sinh năm 1945, trú tại thôn Tiền Phong. Đối tượng nghi vấn sau khi giết ông Dân tiếp tục cầm theo dao nhọn đến chém truy sát bà đoàn thị Mỹ sinh năm 1950 là vợ ông Dân và cố thủ trong nhà ông Dân. Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thành phố Hưng Yên cùng các phòng nghiệp vụ liên quan triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, tổ chức sơ tán nhằm đảm bảo an toàn cho những người dân xung quanh. Đồng thời huy động lực lượng tổ chức bắt giữ đối tượng. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày đã bắt giữ được hung thủ là Trần Văn Truyện sinh năm 1981, cùng chú tại thôn Tiền Phong. Bà Mỹ bị đa chấn thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên hiện công an tỉnh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định